Rồi chào anh em nha, thì hôm nay cái nguyên cái lô hàng của Exeter về ha. Đây lô hàng mẫu ẹt 2019 ha. Và tem này tem mới màu xanh riêu. Đó, về nhóc luôn, nhóc màu luôn. Đây. Rồi trên đó là màu xanh cam đen, màu trắng đỏ. Cái này về phục vụ anh em nhóc màu luôn nha. Hiện tại thì ẹt này nó đang có giá khoảng từ 49 cho đến 51 triệu. Rồi hàng đưa nguyên con đem về. Rồi thì xe của cửa hàng mình về rất là kỹ nha anh em. Đó, được bao bọc rất là trắng trắng. Thì cái này tránh đừng cho nó chạy thôi. Rồi về là dây rồi cột tùm lum hết trơn nè. Chưa có gỡ, chưa vệ sinh gì hết. Màu này rất là đẹp, rất là chất ha. Về con ẹt này thì nó có cái điều rất là thú vị là cái tai xi nhan nó không có gãy nha anh em. Đó, nó rất là chắc chắn mà chúng ta đụng vào nó không có gãy. Chừng nào chúng ta bẻ vậy nó mới gãy. Đó, nó gãy nó vuột ra vậy thôi. Rồi mình cứ là gắn vô là xong. Đó. Rồi ok, rất là bền, bây giờ nó gãy luôn rồi. Thì này là có rất là nhiều màu đây. Có màu bạc cam đen. Đó, hiện tại về rất là nhiều màu. Này tại cửa hàng xe máy tổng hợp cho Thành Hiếu Trà Vinh nha các bạn. Rồi thì đó là những cái màu sắc của con Exeter ha, mẫu 2019. Và cái này là những cái màu mới và những cái tem mới. Rồi các bạn nào thích cái mẫu này thì lựa chọn cho một cái màu ưng ý nhất nha. Thì giá nó sẽ dao động khoảng từ 49 cho đến 51 triệu. Mình kết thúc clip tại đây và hẹn các bạn lại clip gần nhất nha.